Giờ cùng đi chắc chàng vuông nhỉ. Let's go. Nè, 엄청 잘 나왔지. Toby, good morning. Good morning. Oh, not bad. Coke. Toby 기다려. 먹어. 으이구 착해. Hello, mình. Này mình cảm nhận được mùa xuân đang đến. Mình có cảm giác ban ngày càng dài đi. Hồi trước sáng thức dậy trời rất tối, nhưng giờ thì sáng hơn rồi, cho nên là sáng sớm mình có thể dắt Toby đi dạo được. Và hồi trước sau giờ thì rất tối rồi, giờ thì đến 7 giờ tối vẫn khá là sáng rồi. Này dạo này mình đi dạo cùng Toby hay là mỗi ngày. Hay đi đăng thoa Angel Aqua Cream của Beyond mà mình đã giới thiệu lần trước. Các bạn có đang dùng Angel Aqua Moisture Cream của Beyond tốt không? Cái này dùng vào mùa hè sẽ rất tốt đó, mà vừa thoa lên là thấy mắt liền. Tiếp theo, vì ban ngày càng dài đi nên kem chống nắng là điều cần thiết. Mình sẽ thoa kem chống nắng tone up của Beyond. Beyond có hai loại kem chống nắng: kem chống nắng nâng tone và kem chống nắng dưỡng ẩm. Cả hai đương nhiên là sản phẩm thuần chay. Sản phẩm màu hồng là sản phẩm có thể thay thế cho makeup base. Đây là kem chống nắng hiệu chỉnh sắc da và dưỡng ẩm cho da có thể dùng hàng ngày. Nghe nói là lần này sản phẩm đã được nâng cấp nên chỉ số chống nắng cũng cao hơn. Chỉ số SPF 50 cong và PA 4 cong nha mọi người, cực kỳ cao. Cái này có cả vitamin C và vitamin E nên có hiệu quả làm trắng da rất tốt. Nó không gây kích ứng nha và duy trì độ ẩm trong 24 giờ. Các bạn nhìn sẽ thấy nó là màu pink beige đúng không? Thì khi lên nha thì nó sẽ sáng lên một cách tự nhiên. Before after. Before, after. Dung lượng cũng rất lớn này, có thể sử dụng toàn thân được. Kem chống nắng này không vốn cực và dễ thâm thấu vào da. Cảm giác da rất là mềm mịn. Nên bạn nào muốn chỉnh tone tự nhiên, bạn nào có làn da nhạy cảm, bạn nào muốn có lớp chống nắng hoàn hảo, kể cả không trang điểm cũng nhất định phải bôi kem chống nắng đúng không nào? Thì sẽ recommend kem chống nắng tone up này cho những bạn như vậy. Giống như mình đã thoa foundation rồi đúng không mọi người? Wow, rất là căng bóng nữa. I like it.
À, và lần trước đã có một comment liên quan đến couple thùng trang. Chị ơi, làm couple thùng trang như thế nào? Nếu bạn sống ở Hàn Quốc thì ở Hàn Quốc có hai loại ngân hàng online rất là được nhiều người yêu thích, đó là KakaoBank và Toss. Và nếu các bạn vào Toss hoặc là KakaoBank thì có một danh mục tên là couple thùng trang hoặc là buim thùng trang. Cá nhân mình thấy Toss dễ hơn, phải nói như thế nào, nó rất là dễ thương, dùng và rất là tiện, nên mình recommend các bạn nên dùng Toss Bank nhé. Nhưng mà một điều rất là buồn cười là lần trước mình đã nói là Harry và bạn trai cho vào 30.000 won mỗi người đúng không, mà nó quá là ít mọi người, nó quá là ít, tại vì dạo này vật giá ở Hàn Quốc cực kỳ cao, cho nên là từ tháng 6 bạn trai và Harry sẽ cho vào 60.000 won trong một tháng. 120만 원 하면 될까? 모르겠네요. 문제가 뭐냐면 그 돈으로 저희 둘 것만 산게 아니라 토비 물건까지 샀더니 돈이 너무 모자르더라고요. 그래서 중간중간에 계속 돈을 추가했어요. 그리고 라식 수술을 그때 막 한다고 안경 쓰고 있었잖아요. 너무 웃긴 점. 라식 수술을 결국 하지 못했다. 두통이 진짜 심했어요. 렌즈를 안 꼈더니 두통이 너무 심한 거예요. 너무 아파서 너무 괴로웠어. 나는 그 안경을 써야 했던 그 일주일이 내 인생에서 정말 가장 괴롭지 않았나 싶을 정도로 너무 힘들었는데, 예약을 가려고 딱 병원을 봤는데, 친구가 라식한데 똑같은데 거기가 되게 유명하다 해가지고 거기 가서 딱 하려고 그랬는데, 세상에 병원 예약을 잘못한 거예요. 한국의 안과 이름이 다 비슷하거든요. 밝은 눈 안과, 밝은 세상 안과, 밝은 안과, 밝은 빛 안과, 안과 이름이 다 비슷해요. 헷갈려가지고 다른 데를 예약을 한 거예요. 또 예약을 하려면 일주일 동안 나는 또그 두통을 또 겪어야 된다는 거지. 계속 쓰고 있을 수가 없었어요. 계속 렌즈를 껴야 되는 그런 상황이. 그래서 그냥 안 했다. 그래서 아마 평생 못 하지 않을까? 진짜 제 주변 사람들 다 했거든요. 진짜 해야겠다고 느꼈던 계기가 그때 베트남 갔다 와서였거든요. 비행기 탈때 너무 불편한 거예요. 근데 이번에 제가 또 신혼여행 가잖아요. 신혼여행 가기 전에 아마 베트남도 한번 갈수 있을 것 같은데, 그때 되면 또나 나식할 거야, 나식한다고 난리 치지 않을까 싶긴 한데, 그 전까지는 그 두통이 너무 괴로워서 못할 것 같아요. 메이크업 없나요? Ok là rất là trong xinh, rất là ngây thơ đúng không? Mình cảm thấy lý do makeup nhẹ nhàng hơn là tại vì mình không sử dụng foundation mà mình chỉ sử dụng kem chống nắng thôi nọc thôi. Ồ, thích quá. Và tóc này, cái này cực kỳ quan trọng, cái này quan trọng nhất nha mọi người. Kiểu New Jeans. Ok, giờ cùng đi cắt càng vuông nha. Let's go. Ok, giờ mình đi tập gym nhé. Harry sẽ thoa Angel Aqua
Moisture sun cream. Cái này là chỉ số SPF 50 cộng và PA 3 cộng. Nó giúp bảo vệ da khỏi tia tử ngoại gây hại, đồng thời dưỡng ẩm cho da. Ngay sau khi thoa lên nó sẽ hạ nhiệt da tới 11% ngay lập tức, tức là nó sẽ giảm 4,2 độ C cho làn da. Và mình đã nói là thoa Angel Aqua Cream lên thì nhiệt độ sẽ giảm ngay đúng không? Và kem chống nắng này cũng giống vậy. Rất là thần kỳ đúng không? Siêu mất mẻ nha mọi người. Và thành phần kem chống nắng này không chứa 5 thành phần gây hại và là vegan of course. Nó chất acid amin, khoáng chất giúp tăng cường hàng rào cấp ẩm cho da, và hai loại acid hyaluronic vegan micro và macro mà tạo màng ẩm bên ngoài và cấp ẩm sâu bên trong. Kem chống nắng này cũng chứa chất xuất thực vật từ đảo Ulundo mà các chuyên gia của LG H&A trực tiếp trồng. Mắc quá. Finish thì rất là ấm mượt nhưng mà không vệt trắng hoặc là dinh dính. Và sau khi dùng thì nó để lại đủ căng bóng. Các bạn có thấy không, căng bóng vừa phải mà mang lại làn da rạng rỡ tự nhiên. Bây giờ Beyond có rất nhiều chương trình giảm giá và tặng quà, và các bạn hãy tham khảo phần xem thêm ở dưới nha. Okay, let's go work out, baby. Yeah. 항상 헬스하면 땀이 너무 많이 나가지고 샤워를 두 번 해야 되더라고요. 그래서 근데 오늘 좀 머리 냄새가 많이 나가지고 못 잤었어요. 죽겠다! 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 많이 찍겠죠. 다 땀이에요. 아, 부러워. 얼굴이 좀 작아서 얼굴 진짜 빨갛다. 이러면 이제 완전 건강식. 건강식이죠. 먹고 먹고 먹고. 내것을그렇게요. 오케이, 나 너무 세리 너무 많지. 난 남매 내 바이슨 괜찮아. 설마 내좀 신나. 오케이. 일기장 속에 나의 마음 속에 아무런 change. Ok, vậy Harry sẽ make up một chút nữa và đi đón bạn trai cùng Harry. 귀여워. 아유, 왔어.